Xin chào các bạn. Thì một thời gian gần đây thì mình không có up tài liệu lên YouTube nữa. Tại vì thời gian này mình tập trung mình sản xuất hàng. Thì hàng mình sản xuất cũng công đoạn cũng gần xong hết rồi. Ví dụ như đây là cái nắp, cái van bịch khí. Thì cái van bịch khí của mình thì nó sắc nét hơn là hàng của Thái Lan. Và cái nó rất là chặt, mở ra rất là khó, tại vì nó chặt để cho khí nó không cắt ra. Đây là hàng Thái thì mở ra thì nó rất là dễ dàng, nhưng mà nó không được chặt lắm. Bạn có thể quan sát cái đầu ống của hàng Thái thì nó không được cân chính giữa, không sắc nét. Còn cái hàng mình sản xuất thì rất là cân. Và nó sắc nét hơn. Cái đây là bao chứa khí. Nó cũng tương đương với chất lượng hàng Thái thôi. Nhưng mà cái đầu nắp cháp của mình thì làm inox thì hiện giờ chưa có. Tại vì chưa làm xong khuôn. Thì cái đầu nắp cháp đó nó inox nó dày gấp đôi lần cái phần kim loại của hàng Thái Lan nên nó sẽ bền hơn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là cái giá chính thức của hàng Việt Nam sẽ là 10.000. Thì đó là cái giá mà mình lời rất là ít, thậm chí là nó chỉ là bằng đủ chi phí mình vận hành thôi, chi phí vận chuyển và các loại. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về website của mình, để cho các bạn nào muốn tìm hiểu về cái phương pháp này thì có thể lên cái website của mình tham khảo. Tại vì có nhiều bạn gọi điện cho mình và hỏi rất là nhiều thứ. Thì nếu mà các bạn lên website để tìm hiểu thì nó sẽ nhanh chóng hơn và nó đỡ mất thời gian cho cả hai. Thì trên website mình sẽ có phần giới thiệu phương pháp, lợi ích, đối tượng áp dụng, hướng dẫn sản phẩm và video thí điểm. Phần giới thiệu phương pháp nó sẽ có giới thiệu các phương pháp áp khí mà từ trước đến nay các nước sử dụng, và đặc biệt là có những cái báo cáo khoa học do mình dịch ra tiếng Việt của nhà nước Thái Lan tài trợ cho các dự án của các trường đại học. Thì đặc biệt là có cái đề tài là tối ưu hóa khai thác mũ cao su bằng khí ethylene dưới điều kiện thời tiết ở miền Nam Thái Lan. Thì các bạn có thể vô trong đây các bạn xem. Thì cái nội dung á mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn. Nội dung là người ta làm những cái thí nghiệm và người ta đã kết luận đây là những cái thực nghiệm. Thực nghiệm 2 là có 3 đối tượng. Cái thứ 3 là khoan HEDER-3 bơm khí ethylene 99% và sử dụng cái bộ bơm khí là double test, bơm 36 lần trong 1 năm, 60 ml trong một lần và 9 ngày bơm một lần. Thì kết quả thí nghiệm 1 cho thấy T5 là cho lượng mũ cao nhất trên mỗi lần cạo. T5 là ở trên đây. T5 là bơm khí ethylene 99% mà họ cạo S6 1/6S theo D3 cũng bơm 60%, hơn 60 ml và bơm 36 lần trong năm, 1 năm 9 ngày bơm một lần. Thì kết quả thực nghiệm cho thấy là T5 cho lượng mũ cao nhất trên mỗi lần cạo và số mũ trên một cây nhiều hơn các phương pháp khác. Không có một sự khác biệt đáng kể nào về chất lượng cao su giữa các mẫu thử. Tuy nhiên, T5 có giảm sucrose và thiol. Những cái này nó không có quan trọng. Là chất lượng mũ cao su là độ là nó cũng không khác biệt nào đáng kể ra chính. Thì mẫu thứ 5 cho thấy giảm tiêu tốn hơn vào da, là nếu mà bạn cạo S6, D3 và dùng ethylene 99% thì cái độ hao dâm nó sẽ ít hơn.
Trong thực nghiệm 2 là thực nghiệm ở dưới là bao gồm là cạo 1 phần 3 bình thường Helder 1 và cạo 1 phần 6 Helder 3 với bơm khí ethylene 99% và phần khoang D3 ethylene 99% theo bộ áp khí double state 60 ml. Thì trong thực nghiệm 2 thì mẫu thử D3 cung cấp lượng mũ cao su cao nhất trong mỗi lần cạo và đạt sản lượng mũ cao nhất hơn tất cả các cách lấy mũ khác. Bên cạnh đó lượng cái này không quan trọng lắm, cái này là những cái thành phần chất ở trong cái mũ nó không ảnh hưởng đến cái phần độ, là phần độ nó cũng như nhau, chất lượng mũ nó cũng như nhau. Thì theo tất cả thử nghiệm thì phương pháp tiêm khí ethylene 99% double step đạt hiệu quả tốt nhất trong việc tăng năng suất và sản lượng cao su cho cả hai phương pháp, là phương pháp cạo 1/6S và chọc lấy mũ. Thì các bạn thấy là khoa học đã chứng minh, cái đề tài này đã chứng minh đó, là cái khí ethylene này nó không có gây cái tác hại đối với cái cao su và nó sẽ giúp tăng năng suất và sản lượng. Thì các bạn có thể này đề tài bằng tiếng Thái nên các bạn có thể dùng Google Translate, các bạn dịch ra tiếng Việt các bạn coi. Nó rất là chi tiết. Đây là phương pháp Green Flow của Malaysia. Đây là bộ ốc khí vô cây, nó sẽ dán vô cây và nó bơm khí vô trong cái bình dán vô cây. Đây là bộ Red Eye. Bộ Red Eye thì nó dùng xi lanh. Đây là bộ Double Step thì nó dùng nắp chóp gắn chung với trong bịch chứa khí và cho đóng vô cây. Còn cái này Elephone là cái chất kích thích mũ. Thì cái thí nghiệm trong cái đề án này thì nó bao gồm 6 cái mẫu, trong đó hai cách cạo thường, một cách cạo kích thích, một cái sử dụng bộ Reflow, một cái sử dụng bộ Red Eye và một cái sử dụng bộ Double Test. Thì cái như nãy các bạn thấy T6 là sử dụng cái bộ Double Step để cho hiệu quả cao nhất và không làm ảnh hưởng cây. Đây là rất là nhiều hông số, đề tài này họ làm rất là kỹ. Thì các bạn nào có chuyên môn về cao su có thể là dịch cái này ra để xem cho nó giúp có những cái kiến thức hơn về cái phương pháp này. Đây họ dùng cái phương pháp khoan này và cái ống trực tiếp cho trong cái chén mũ. Thì mình sẽ giới thiệu thêm một cái đề tài nữa, tại vì có một số bạn hỏi là phương pháp này dùng cho cây non có được không, có gây chết cây và gây ảnh hưởng cây gì không. Thì có một đề tài của Thái Lan nói về vấn đề này. Đây là đề tài mình dịch ra là cái tác dụng của khí ethylene gas trên cây non, trên cây cao su trẻ. Thì cây cao su trẻ ở đây là cây cao su dưới 9 năm, thì ở dưới đây họ có nói. Thì cái đề tài này mình có tóm tắt cái phần kết quả bằng tiếng Việt ở trên cái bài của mình. Các bạn có thể vào cái bay của mình để cập nhật cái tin tức. Tại vì cái bay thì nó cập nhật rất là dễ nên mình chủ yếu là mình cập nhật trên cái bay. Cái bay của mình là cạo mũ cao su bằng khí ethylene. Các bạn vô Facebook và search là sẽ thấy cái bay của mình. Nó đang loát đây. Đây đề tài khoa học chứng minh khí ethylene không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cao su dưới 9 năm tuổi. Đây là đề tài khoa học nghiên cứu về hiệu quả và sự ảnh hưởng của phương pháp bơm khí kích thích ethylene đối với cây dưới 9 năm tuổi, thực nghiệm kéo dài 3 năm.
chứng minh phương pháp khí ethylene 99% theo phương pháp cạo 1/6S không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Cho số mũ trung bình một lần cạo heo D3 gần gấp đôi cạo truyền thống heo 2D3. Ở trong đây thì nó cái T4 là theo phương pháp ấp khí của Malaysia, T5 là phương pháp dùng khí 60% và T6 là phương pháp ấp khí bằng nắp chóp 99%. Thì mình quan tâm đến cái T6 là cái mà bộ sản phẩm mình nó hoạt động tương tự như là cái T6. Thì các bạn có thể xem biểu đồ sẽ thấy T6 đường kính phát triển trung bình của cây sắp xỉ gần bằng truyền thống T1. Do lượng mũ một lần lấy cao gấp đôi T1 nên cây có vẻ kém phát triển hơn một chút, gần như không đáng kể. Thì vì trong cái thực nghiệm này cái lượng phân bón cho cây là như nhau và không có bón theo kiểu bình thường, không có heo mà cái công thức mà dành cho kích thích mũ, nên cái kết quả thí nghiệm thì cho thấy là cái bán kính mà phát triển của cái T6 nó hơi thấp hơn, nhưng mà không đáng kể, thấp hơn một chút không đáng kể. Thì nếu lấy theo phương pháp định mức và bón phân thêm thì cây sẽ phát triển bình thường. Trong đề tài này các cây được bón phân là như nhau, dẫn chứng là trong hai báo cáo khoa học sau chứng minh khí ethylene không ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của cây. Thì các bạn có thể tìm thêm hai cái báo cáo khoa học là năm 2006 là đã chứng minh rằng khí ethylene không có ảnh hưởng đến sự tốc độ phát triển của cây cao su, và đồng thời ethylene cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển đến sức khỏe của cây cao su. Ethylene là cái thuốc bôi miệng cạo nhằm giải phóng ethylene để giúp cho ethylene nó thẩm thấu vào trong cây để cho ra nhiều mũ. Thì đây là 6 cái thực nghiệm trong cái đề tài khoa học này. Đề tài khoa học này nó bằng tiếng Anh, các bạn có thể dùng Google Translate dịch rất là dễ dàng. T1 là cạo 1/2 heo bình thường, T2 là cạo 1/6 heo bình thường, T3 là cạo 1/6 và có bôi hút kích thích Ethylene, T4 là họ dùng cái bộ ring flour của Malaysia, T5 là sử dụng bộ áp khí của Thái Lan nhưng mà chỉ khí là 60% thôi. Còn cái T6 là sử dụng bộ áp khí của Thái Lan double stack và nạp ethylene 99%. Bơm 60 ml. Thì đây là cái biểu đồ mà lượng mũ thu được nè. Các bạn thấy là áp khí là ba cái cuối và nó sẽ cao gần gấp đôi một lần lấy mũ, cao gần gấp đôi các cách cạo mũ thông thường là hai cái đầu. Cái B là dùng thuốc kích thích miệng cạo nhưng mà vẫn thấp hơn. Cái này là cái tỷ lệ cái độ của cây cao su nè. Thì các bạn thấy T6 nè, cái độ nó cũng gần như là cái T1, nó thấp hơn một chút xíu thôi, 0.1, 0.2 cái độ mũ, cũng không có đáng kể lắm. Còn trong đây là cái bán kính phát triển của thân cây nè, bạn thấy T6 với cái phát triển bình thường thì nó cũng không có nhiều, nhưng mà tại vì trong cái thí nghiệm này họ bón phân là như nhau nên do cái T6 lấy nhiều mũ hơn gấp đôi trong một cái lần cạo nên nó dẫn tới là tình trạng là cây sẽ thiếu dinh dưỡng. Nhưng mà họ đã đính chính là trong hai cái đề tài khoa học khác thì với cái lượng phân này đủ thì là cái cây phát triển bình thường, không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của cây nếu mà bón phân bổ trợ cho nó tốt đó. Thì các bạn những cái đề tài này là có trong trên bay của mình hoặc là website của mình, thì các bạn nào mà muốn tìm hiểu có thể lên nó đau và đọc ở máy hoặc là dịch ra mà xem. Ok, cái này thì mình chuyển hết về file Word nên các bạn chỉ đau về copy rất là đơn giản chứ không phải là file PDF. Thì cái phương pháp này từ trước đến giờ ở Thái Lan và ở các nước khác rất là phổ biến, nhưng mà có một số đến khi mà áp dụng ở Việt Nam mình á, thì cái chi phí cũng rất là cao nên nông trường
ứng dụng một thời gian đầu và họ không ứng dụng nữa. Thứ nhất là do cái chi phí mà giá mũi nó rẻ thì nó chi phí nó không nó cao hơn là cái chi phí mà giá mũi đem lại. Thứ hai là nông trường họ sử dụng họ lấy cái lượng mũi quá nhiều, nó dẫn tới là cây nó phát triển chậm lại trong vòng 6-2 năm. Thì cái đó các bạn có thể coi lại những cái báo cáo của nông trường về cái việc sử dụng này, thì cái website mình cũng có nè, có một cái đề tài đây, đề tài của nông trường. Đây đề tài của nông trường nè, chỉ có dùng 3 tháng đầu mà hiệu quả kinh tế vượt đối chứng 45,8% là lấy mũ quá nhiều. Tại vì trong 3 tháng đầu thì tháng đầu tiên chỉ lấy mũ hơn 10%, tháng 2 lấy mũ hơn 20% và tháng 3 lấy mũ hơn 30%, thì nó chỉ có ở mức 20% trung bình 3 tháng đầu, mà nông trường thì họ lấy là tới 54,8%, tháng thứ 3 họ đã lấy được gấp đôi rồi. Đó, nó vượt đối chứng đến 45,8%, thì nó dẫn tới cái tình trạng là cây nó sẽ không phát triển tốt. Thì sau đó họ cũng lấy rất là nhiều, họ dùng kết hợp với phương pháp cạo, mà cạo miệng nó khá lớn nên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thì bây giờ còn cái phương pháp này, phương pháp mà chọn thì nó phát triển Thái Lan năm 2014, và sau này thì nó bên đó thì họ phát triển họ rất là nhiều cái mẫu sản phẩm áp khí khác nhau, nói chung là rất là đa dạng, rất là nhiều. Thì mình xin giới thiệu với các bạn một số cái bộ ốp khí của hàng của Thái Lan. Ở trong đó có cái bộ áp, có cái sản phẩm này của một nhân vật rất là nổi tiếng trong làng cao su Thái Lan. Đây, ở bên đó là họ những cái này trong những cái triển lãm cao su, những cái công ty mà chuyên về cái sản phẩm này họ triển lãm rất là nhiều. Và đây cũng là một cái, đây là cái nhân vật mà có tầm ảnh hưởng lớn đến cái nền cao su Thái Lan. Thì ông cũng cho ra một cái bộ sản phẩm đó là áp khí và dùng và lấy mũ từ ống và đến chén kính. Thì cái sản phẩm chén này thì mình cũng đang trong quá trình làm khuôn, thì sẽ ra mắt vào cuối tháng 6 này. À, thì đây là trong một cái dịp triển lãm của Thái Lan về ngành cao su. Những cái công ty ở trên phương pháp này rất là phổ biến ở Thái Lan và được chính phủ tài trợ và quảng bá. Ở Thái Lan thì chính quyền thường hay hỗ trợ nông dân để tổ chức những cái buổi quảng bá như thế này, và đây là một buổi do chính quyền tổ chức. Đây. Bên đây là có con người Thái bên chính quyền cũng rất là xinh đẹp, và nó ta trang điểm nhiều lắm, ai ra đường cũng trang điểm rất là nhiều phấn. Đây là cái bộ sản phẩm và cái hiệu sản phẩm của cái sản phẩm của khoan lấy mũ. Thì cái này là dùng phương pháp khoan, họ dùng cái khoan, còn mình là chọt. Tại vì họ nếu mà dùng khoan thì bạn sẽ đi kèm với một cái dây mũ gắn qua ống này, nhưng mà hiện giờ cái sản phẩm này mình chưa sản xuất nên mình vẫn dùng cái công cụ chọt như bình thường. Thì đa phần những phương pháp bên Thái Lan là họ vẫn sử dụng chọt và lấy ống, gắn ống lấy mũ. Ok, thì các bạn có thể lên Facebook search ra những cái phương pháp này bằng tiếng Thái, các bạn sẽ thấy là nó rất là phổ biến ở Thái Lan. Còn giá sản phẩm thì rất là, cũng khá là đắt. Giá những sản phẩm này rất là đắt, giống như là bộ sản phẩm này đi, đây là những cái nhà máy nó sản xuất nè, hàng rất là nhiều.
rất là nhiều hàng. Đó. Đây là cái bằng sáng chế về phương pháp này và được cấp chứng nhận. Còn đây là giá của sản phẩm nè, các bạn thấy giá cái bộ đây là 40 bạc. 40 bạc là sẽ tính ra là nó ở mức là gần 29.000 đó các bạn. Nhưng mà cái bộ này thì mình cũng có thử, mình mua về thử thì cái bộ này không đẹp vì nó có rất là nhiều đầu nối và nó dễ dàng nó bị xúc ra khỏi cái đầu nối. Thì cái này mình còn một thùng, mình có thử mua về mình thử, thì một cái đơn hàng mẫu mình mua phải cỡ khoảng 1.000 sản phẩm, thì cái này mình còn rất là nhiều nhưng mà mình không có bán thì nó cũng không có tốt lắm. Chứ là mình mua chủ yếu là mình về mình xem thôi, để coi nó như thế nào thôi, chứ chủ yếu là mình bán hàng Việt Nam nên mình cũng không có mặn mà cái gì việc bán hàng của Hà Lan. Và như cái sản phẩm mà mình làm theo á, mình làm mình mô phỏng giống như vậy đó, thì cái sản phẩm đó mình mua ở Thái Lan đây. Đây là cái đây để cái header mình mua ở Thái Lan, thì cái giá cái của nó là 55 bạc cho cái đơn hàng đầu tiên của mình, thì giá nó sẽ bằng hoặc là cao hơn giá thị trường một chút, tại vì do cái đơn hàng đầu tiên nó làm đại lý thì họ sẽ lấy giá hơi cao một chút. Giờ tính ra là 40.150 đồng cho cái sản phẩm giống như là sản phẩm hàng Việt Nam mà không tốt hơn hàng Việt Nam. Thì như các bạn thấy đây, bình ga này có 2.5 lít thôi, giá là 174 đô, trong khi cái bình ga của mình 5 lít thì giá chỉ có 154, vừa gấp đôi hơn mà còn rẻ hơn nữa, rẻ hơn cái bình 2.5 lít của bên Thái Lan đó. Đây là cái giá cả về cái đơn hàng đầu tiên của mình để cho các bạn biết là so sánh là cái giá sản phẩm bên đó như thế nào, trong khi đó cái giá của mình thì làm rất là rẻ. Tại vì mình năm nay mình chỉ muốn là giới thiệu cái sản phẩm này nên là gần như là mình không có quan tâm đến lợi nhuận nhiều. Nên ai mua trong năm nay thì sẽ là cái giá rất là tốt. Rồi ok. Cái phương pháp áp khí thì nó có rất là nhiều loại, nhiều sản phẩm. Mình sẽ giới thiệu các bạn một số cái kiểu sản phẩm của nó. Đây là cái bộ của mình, bộ của Thái Lan, và mình sẽ làm giống như cái bộ này, nó sẽ tiện lợi. Nó cái đầu nối nó ít lắm, đầu nối nó chỉ 2 đầu nối thôi. Mà đây là cái bộ double stack của nó nè. Nó sử dụng chung với cái xô hứng mũ, chắc này tầm khoảng 2-3 lít mũ gì đó. Còn cái này là nó dùng cái chén và nối trực tiếp từ ống vào. Này nó sử dụng chơi ga mini nhưng mà chi phí cao lắm. Cái chi phí ga bơm một bình lớn của mình một lần 60ml là chỉ có 50 đồng thôi các bạn, rẻ hơn rất là nhiều. Lấy hai bên luôn. Đây là hợp thành. Đó. Khi mà bạn lấy một quần ống thì bạn sẽ xung quanh cái vị trí mà nắp chóp. Đây là cái thân cây sau khi mà sử dụng cái phương pháp này. Và nó để một thời gian thì nó sẽ như vậy, cũng không ảnh hưởng đáng kể đối với cây. Đó, cái thân cây này bơm rất nhiều lần nè, các bạn thấy là xung quanh nó rất là nhiều cái lỗ của nắp chóp.
là những bụi hội thảo, là công nhân mình nói đang bơm khí, kho hàng, sản phẩm giới thiệu ở những cái buổi hội thảo. Còn này là cái nhân vật này chắc các bạn quen, tại vì trong cái video clip đầu tiên thì mình có qua bên Thái và mình làm việc với một số công ty, thì trong đó có cái anh này. Đây là cái cách mà che chén cũng rất là hay. Họ dùng một cái kẽm làm thành hình tròn và họ bọc ni lông lên đó, cũng khá là đặc biệt. Họ chung cạo với phương pháp 1/8S nè, dùng để kích mũ nhiều hơn nè. Họ dùng một cái xô họ chứa mũ. Đây là hình ảnh của mình với cái bộ bơm khí. Đây là của Malaysia nè. Đây là cái bộ rim test nè, nó ốp vô trong cây. Ông Trường mà sử dụng cái này rất là nhiều. Và một cái bộ gas test nữa. Bộ gas test thì nó dùng qua một chiều và làm giống như mình. Thì trong cái sản phẩm loại 1 của mình sẽ thiết kế theo cái của Malaysia. Đây là những khu rừng cao su sử dụng phương pháp này. Đây là phương pháp của Malaysia ấp ấp đi trong cây.